Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước thì mình đã sử dụng toàn bộ số play của mình để triệu hồi ra đấng sáng tạo Arceus nè. Và mình cũng đã thuần phục bằng một quả Master Ball duy nhất của mình rồi. Với Arceus thì mình có thể đổi thành nhiều dạng khác nhau luôn á các bạn ơi. Hiện tại thì Arceus của mình là hệ thường thôi. Và khi mình có một cái Skyplay gắn vào Arceus đó, các bạn có thấy cái vòng của Arceus đổi màu không? Đó chính là Arceus đang đổi sang hệ bay á. Và tương tự mình có thể cho cái Fist Blade này để đổi dạng Arceus tiếp và trở thành Arceus hệ chiến đấu rồi. Mỗi ngày thì mình sẽ cho Arceus một dạng nhá. Và hôm nay thì cho hệ bay đi, tại vì mình thấy màu xanh này khá là đẹp và phù hợp với Arceus nè. Ngoài ra thì mình còn bắt thêm được hai Pokemon huyền thoại khác nữa. Thứ nhất đó chính là Zygarde nè. Và thứ hai đó chính là một em Volcanion. Về Zygarde thì các bạn có nói đây là dạng Zygarde 50% thôi, vậy là còn dạng 100%. Nhưng mà dạng đó thì để sắp tới mình đi tìm, hoặc là mình sẽ bắt thêm một em 50% nữa để mình tìm cách mình ghép lại và tạo thành em 100% nhá. Còn em Volcanion của mình á thì là một em Pokemon di chuyển dưới mặt đất như vậy thôi, nhưng mà đừng có khinh thường em ấy nhá, có thể bay đấy. Rồi các bạn chuẩn bị chưa nè? Đó. Bay hơi bị xịn luôn á, phong cách bay độc quyền các bạn ơi. Kém cái này cái như dùng hơi nước để bay hay sao, mình không biết có phải dùng hơi nước hay không, nhưng mà nhìn rất là giống hơi nước luôn. Và khi đáp xuống nó, cái phòng ở trên lưng nó sẽ gập lại á các bạn ơi, nhìn rất là đẹp luôn á. Mình thấy cái cách bay của em này là nhìn là đẹp nhất nè. Ui xịn thiệt sự á nha. Ui còn phun hơi nước lên trên đó kìa. Về sức tấn công thì mình chưa có thực chiến nhiều với em này cho lắm, nhưng mà nói chung em này là hệ nước và hệ lửa cũng khá là thích hợp đối với mình. Rồi và hổm rai mình mãi mê thí nghiệm trong căn phòng đó, đi bắt Pokemon huyền thoại nhưng mà quên mất hai người bạn mà mình vừa triệu hồi, đó chính là em Tyrant, một chú khủng long cũng như là Ammonite, một chú ốc. Mình đã triệu hồi từ rất là lâu rồi mà mình quên không có cho bóng Pokemon và lấy ra ngoài cái PC á. Nên giờ thì hai máy vẫn còn ở trong cái lòng triệu hồi nữa. Mình sẽ bắt hai máy về cái máy tính của mình nhá. Đây, bóng Pokemon và về máy tính đi em ơi. Khổ thân em đó thì chứ. Bị mình bơ mất tiêu luôn, nhưng mà không sao, giờ thì đã về máy tính rồi. Trong thời gian với hai tập mình sẽ cố gắng train hai em này để cũng như là bù đắp cho hai em ấy trong thời gian vừa qua vì bỏ lơ nhá. Và trong thời gian với hai tập mình đã chế tạo thêm được một vài bóng chứa Pokemon, trong đó có một vài bóng mới nè, chẳng hạn như cái Mirror Ball này thôi. Cái này thì hình như mình phóng là nó sẽ có hiệu ứng khác thì phải á. Đó đó đó, các bạn có thấy cái hiệu ứng phóng không, nó có cái màu cam khi phóng á. Ui, ủa mình mình phóng chơi mà. Phóng chơi cũng bắt được em kia luôn rồi. Cái này thì sẽ giúp mình phóng ra đẹp hơn thôi. Còn cái Fast Ball thì bắt mấy em Pokemon bắt có tốc độ cao nè. Cái Timer Ball thì mình cũng đã từng chế tạo rồi, để mình có thể kiểu như là bắt được Pokemon dễ dàng hơn sau nhiều lần bắt hộp á. Và nó chỉ có như đó bóng Pokemon thôi, nhưng mà mình nghĩ nó cũng đủ cho mình. Và các bạn có thấy cái hồ lava lần kia không? Cái hồ lava này thôi chứ nó sẽ giúp mình rất là nó sẽ giúp mình rất là nhiều á. Trong thời gian với hai tập mình đã sử dụng cái Super Rod và sử dụng cái hồ lava này và câu được khá khá những cái món đồ, trong đó có những cái Red Shark. Với cái mảnh vỡ đỏ này thì mình có thể đặt xuống nè, đó, để tạo thành một cái viên đá đỏ. Giờ thì mình sẽ bắt đầu ghép cái viên đá đỏ này lại nhá. Và 10 cái mảnh như vậy là đủ để ghép được một cái viên đá. Và bây giờ nó đang phát sáng kìa các bạn có thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn á. Nhưng mà mình bắt buộc phải đập nó ra thôi, để mình lấy được một cái Red Orb. Và sau đó chạy vô trong nhà, mở máy tính lên và lấy em Rawdon ra. Vì đây là món đồ độc quyền cho Rawdon mà. Mình sẽ cho em Zygarde vô trong đi và cho Rawdon ra ngoài, để có thể trang bị cho Rawdon một cái Red Shack. Không, Red Orb nha. Rawdon xuất hiện. Rawdon của mình hiện tại thì đó, các bạn chưa thấy cái kỹ năng tiến hóa Mega đúng không? Nhưng mà khi mình trang bị cho Rawdon mình một cái
mình sẽ xuất hiện thêm một cái kỹ năng tiến hóa mega. Và khi tiến hóa như vậy thì em ấy sẽ trở thành dạng nguyên thủy hay sao ấy. Và tiến hóa đi em ơi. Đó, quá trình tiến hóa đang được bắt đầu. Và Groudon bình thường sẽ trở thành Groudon thời tiền sử. Ui, hơi bị ngầu nha. Được, được, được. Và khi mình cười lên coi, vẫn thích như ngày nào các bạn ơi. Em Groudon được cái là di chuyển khá là nhanh á, với kích thước khổng lồ nhưng mà máy di chuyển rất là nhanh nha, chứ đừng có đùa. Rồi, và khi mình thu hồi lại và triệu hồi ra. Ủa? Ủa kỳ vậy? Ủa sao kỳ kỳ vậy ta? Ủa em này Pokemon gì mà to thế? Em nhận nước hả? Gì mà to vậy? À không, khi mình chiến đấu thì em ấy sẽ tự động biến thành dạng nguyên thủy các bạn ơi. Hay thiệt. Nhưng mà em này thì mình nghĩ mình nên dùng cái bóng liền đi, chứ sức tấn công của Groudon các bạn cũng biết rồi đó, cực kỳ kinh khủng luôn. Tạm thời mình sẽ bỏ chạy một xíu nha. Lấy cái rương chứa bóng Pokemon nè, thử bắt em này coi. Mình có rất là nhiều cái Deep Ball luôn. Phóng thử một cái. Liệu rằng Deep Ball có bắt được em Pokemon level 40? Được luôn. Đó chính là sức mạnh thực sự của cái Deep Ball đó các bạn ơi. Dù cấp 40 nhưng mà một bóng thôi cũng bắt được luôn rồi kìa. Vô trong kiểm tra coi. Em đó là em Aqua Arawanit. À, một em Pokemon hình như là hệ nước thì phải. Cho vào cái ô phía bên đây đi. Đó, mình sẽ sắp xếp cho từng ô cho nó dễ phân biệt á. Ô này là mấy bé Pokemon mới nè. Ô này là Pokemon thời tiền sử. Ô này là Pokemon Legendary của mình. Đó, vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Và coi thông tin. Em này hệ bọ và hệ nước. Đúng rồi. Em này có sức phòng thủ cũng tương đối nè. Và sức tấn công thì không được cao cho lắm. Mà hồi kệ, đi sưu tầm là chính mà. Và mình còn có một vài cái đĩa mạnh mạnh. Hay là bây giờ mình sẽ dạy cho mấy em Pokemon của mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho Mewtwo ra trước. Vì trong này mình thấy ở đây có một cái kỹ năng Focus Punch nè, 150 điểm sức mạnh á, không đùa đâu. Dạy cho em Mewtwo để có gì gặp mấy em nào ha. Ổn ổn mình đục cho một phát cho ngủm củ tỏi luôn. Vậy là ok rồi. Ngoài ra thì em ấy còn không biết dạy cái năng lửa được không? Được luôn hả? Càng nhiều hệ thì càng tốt các bạn ơi. Tại vì khi chiến đấu á, lúc mà mình có nhiều kỹ năng, nhiều hệ khác nhau á, thì mình có thể khắc chế mấy Pokemon nó mạnh hơn mình á. Rồi, cái đến là Arceus đi. Arceus thì dạy cái năng hệ lửa luôn. Thay thế cho kỹ năng Natural Rift nè. Rồi, tạm thời thì cũng khá là ổn rồi. Mình còn cái đĩa Thunderbolt hả? Thunderbolt thì không có dạy cho em Greninja được, tại vì em ấy hệ nước mà. Solar Beam thì cho hệ cỏ. Dynamite Punch nữa hả? Ê, em Volcanion thì sao? Có dạy được kỹ năng này không? Không được. Double Edge. Mình có kỹ năng Double Edge nè. Vậy cho Rayquaza. Ê, kỹ năng này cho Rayquaza được. 120 điểm sức mạnh lận á, rất là khỏe và dạy luôn. Rồi, ok. Còn mấy kỹ năng, đĩa kỹ năng này á, thì mình sẽ lựa Pokemon thích hợp mình dạy sau nhá. Tạm thời thì rất là ổn rồi. Và những cái play không cần thiết á, thì mình sẽ cất vô trong nè. Đĩa nhạc thì, không, đĩa kỹ năng thì cất vô trong đây. Cắt lên trên. Rồi, và trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ dẫn các bạn đi đến một nơi rất là lạnh lẽo luôn, đó chính là vùng băng giá á. Mình có hỏi chị Google rồi, và cũng chị Google cũng chỉ mình cái tọa độ rồi ấy. Nên giờ công việc của mình là cùng nhau cưỡi một em Pokemon nào đó đến tọa độ trừ 1500 và tọa độ Z là 7000 thôi. Nếu mình xác định không lầm thì muốn tới đó thì mình cần phải đi về hướng bên đây đúng không? Ừ đúng rồi nè, đi về hướng bên đây thì hai cái này nó đều một cái tăng một cái giảm á, là đúng hướng rồi đó các bạn ơi. Và trước khi đi á thì mình cần phải vô trong nhà lấy thêm đồ cái đã, vì mình cần phải có một ít cái khoáng sản phòng ngừa lỡ mà gặp cái bác trao đổi cái kỹ năng thì mình còn có cái mà đổi với bác ấy, Emerald nè, rồi còn Aluminum, Amethyst, rồi Silicon, rồi Sapphire. Nói chung cái nào mà mình nhắm mình có thể mang được á thì mình sẽ cố gắng mang theo thiệt là nhiều nhá. Tốt nhất là có đỡ không á, chứ lúc đó gặp mà mình không có cái trao đổi thì rất là tiếc. Rồi mấy thứ để trao đổi thì mình sẽ cất vô một cái rương sugar riêng đi, để dễ dàng mình lấy ra hơn. Đây, cất vô cái rương này nè. Và mình sẽ lấy ra lại những cái bóng chứa Pokemon, rồi sau đó bắt đầu lên đường nha. Rồi, mình đã cất xong rồi các bạn ơi, giờ thì lên đường rồi nào.
Mà công nhận bay bằng em này các bạn có thấy thích không, chứ mình là thấy hơi bị thích rồi đó. Nhìn thích gì đâu á, kiểu như bay mà có cái gì để đẩy lên á. Và phía bên này đang có một cái khu rừng gỗ Bạch Dương á các bạn ơi. Khu vực này thì mình thấy rất ít khi xuất hiện em Pokemon nhá. Nhưng mà khu rừng kiểu như gỗ sồi thì rất là nhiều. Nhất là em Abra á. Cái em khi tiến hóa cầm cái muỗng á các bạn. Và mình cũng đang tới một cái ngọn núi tuyết rồi nè. Cái ngọn núi này thì là vùng Extreme Hill á, nên buổi buổi sáng hoặc là cái buổi chiều hoàng hôn á thì ưa xuất hiện mấy em Pokemon huyền thoại kiểu như là em Rayquaza nè, cũng như là Yveltal á, nhưng mà hôm rày thì ít gặp lại rồi. Đó giờ thì mình gặp được Rayquaza có 2 lần à, còn Yveltal thì được 1 lần thôi. Nhưng mà nói chung thì mình cũng đã sở hữu được hai em ấy nên cũng không cần quá bận tâm. Đi, và đằng này có cái Pokéchat. Mình sẽ thử qua đây mở coi. Với lại cưỡi em này thì tầm nhìn mình cũng được nâng cao hơn á, chứ mấy em kia thì cái phần cổ cao quá à, mình có nhìn về phía trước lắm. Mở ra một cái đĩa Swiss Sand. Cái này thì chưa có biết rõ cái điểm sức mạnh. Và phía xa xa vẫn còn một cái Master Jet nữa. Quyết tâm rồi, phải gán mở Master Jet đến khi nào ra một cái bóng Master Ball thì thôi á. Mình mở nhiều cái Master Jet lắm rồi chứ bộ, nhưng mà có vẻ nhân phẩm mình chưa có đạt mức để có thể nhận được cái Master Ball các bạn ơi. Ui, Quetnitz Policy nè, là cái gì đây? Có dùng được không? Không có dùng được các bạn ơi. Không biết công dụng của nó để làm gì ta. Ui, trang bị được cho Pokemon luôn hả? Trang bị luôn. Đồ mới trang bị cho em Volcanion của mình luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục cho em ấy chở mình đi thôi. Nó hiện tại thì mình đã đi được 2.000 ô rồi, còn khoảng 5.000 ô nữa thôi. Mở ra một cái, được một cái Awakening. Kế đến là một cái chết thường nữa hả? Không có Master Chết à? À đây 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 rồi, đây rồi, Master Chết đây rồi. Thử xem liệu rằng có rơi được Master Ball. Búp. Lại là một cái đĩa khác. Explosion. Cái kỹ năng 250 điểm sức mạnh. Không dạy được cho em này. Về nhà mình phải xem coi cái đĩa này dạy cho em nào mới được. Lần trước mình cũng mở ra được một cái đĩa Explosion đó. Mấy cái đĩa đó thì cực kỳ mạnh luôn. Giờ thì đến đĩa Sena. Được 55 điểm sức mạnh. Cũng không quá tệ. Phía dưới này là cái trái berry thôi. Và đằng này có em Shiny Heracross nè. Biết mình nên đánh em này không ta? Hôm nay cũng thuộc dạng Pokemon mạnh mạnh á, không đùa đâu. Được, mình sẽ thử nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cho Mewtwo ra trận đi. Test thử cái kỹ năng Focus Punch coi coi nó có thực sự mạnh khi mà Mewtwo sở hữu không ấy đã. Đấm một cái em ơi. Ui, đấm rồi hả? Ồ, kéo được có tí xíu máu hả? Cũng không xịn cho lắm, nhưng mà giờ thì tấn công bằng kỹ năng hệ tâm linh thì cũng kéo được một mớ máu nè. Và đã bị Heracross cấp 115 gục, đánh gục rồi. Giờ thì thử cho Volcanion coi. Thực chiến em Volcanion xem em ấy có thật sự tớ không nhá. Phun lửa em ơi. Ui, em ấy bị con Heracross đánh đầu à. Và kỹ năng phun lửa của Hera của Volcanion cũng gây được rất là nhiều sát thương cho Heracross vì em ấy hệ bỏ. Ui, em Heracross, em Volcanion mình có cái kỹ năng Explosion kìa. Bây giờ mình mới để ý nha. Được kỹ sư và kết thúc trận đấu này thôi. Mình sẽ tiêu diệt em Heracross này và mang về được một cái Meonium Z nữa. Tính ra mình có hai cái Meonium Z luôn rồi đó. Ủa nhưng mà mình mới phát hiện là cái em Volcanion mình có cái skill Explosion này các bạn ơi. Được nha, một kỹ năng 250 điểm sức mạnh rất là xịn luôn á. Đi đánh mấy em Pokemon thì thường nó xảy luôn. Và cái Master Chat nó đang cách mình 80 mấy ô hả? Để mình cưỡi em Volcanion đi, đi cho nó nhanh. Rồi xuất hiện đi Volcanion. Phương tiện mới của mình á. Rồi và đi xuống phía dưới thôi. Để coi Master Chat này. Chắc sắp tới mình làm cho mình cái rìu kim cương quá. Gặp mấy cái chỗ này á mình chặt cho nó nhanh nhé bạn ơi, đỡ phải đi tìm cái đường khác á. Nhưng mà sao này cho cái quét nịt policy này hoài vậy? Mình thấy trang bị vô em này xài được kỹ năng nào không? Hình như em Volcanion của mình biết dùng kỹ năng Explosion á. Vụ nổ hả? Ui.
Ui, nổ một phát cái cây chọi lõi luôn. Nhưng mà em em Volcanion của mình cũng bị thương luôn rồi. Ui, kỹ năng này đi phá công trình là tuyệt đỉnh luôn á các bạn ơi. Ui, hồi máu chạy mấy cái ra toàn nghiệp không, tự nhiên kiểu như tự hủy. Phát nổ một phát cực mạnh luôn. Cái cây á mà không còn có một một hai cọng lá thôi à, là các bạn biết cái vụ nổ nó to đến mức nào rồi đó. Và thời gian hồi chiến nó cũng không có quá lâu á các bạn ơi. Hiện tại thì nó hồi gần xong rồi kìa. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nhá. Có được một kỹ năng mới từ em Volcanion. Dưới này là một cái Master Chest nữa. Hôm nay mình phải cố gắng săn lùng từng cái Master Chest mới được. Không được bỏ lỡ. Và đừng vào đâu ai. Đừng vào, không phải bên đây. Đừng vào, ui đừng vào tiếp sau lưng này à. Ui đặt chỗ khó thế. Mở ra. Được một cái đĩa nữa. Pha K 70 điểm sức mạnh. Cũng không tệ. Đơ liên này thì hình như mình có rồi. Em này làm đơ liên mùa hè các bạn ơi. Mình còn phải tìm đơ liên màu hồng với màu da người nữa. Không biết mấy em đó xuất hiện ở vùng nào nữa ta. Nhưng mà tạm thời thì mình cứ đi tiếp đến cái Master Chest thứ hai thôi. sao mình thấy á, cái Master Chest này tỷ lệ ra không biết là bao nhiêu ta, mà khó tìm ghê luôn. Ủa cái Master Ball chứ nhầm. Mình muốn tìm một cái Master Ball từ cái rương á xem cảm giác như thế nào mà không bao giờ ra được hết trơn. Giờ thì tới Wheel Shark nè, 90 điểm sức mạnh. Chạy cho mấy em Pokemon hệ điện á. Tại vì lần trước mình thấy em Pikachu của mình nó có học được kỹ năng đó. Ấy, đằng kia có cái ngôi làng và cái hội quán kìa. Ở đây còn có mấy em Pokemon chim nữa. Ủa, mình có nên bắt em này không ta? Em này là Bitgato. Em này sau này tiến hóa chắc đẹp lắm luôn á. Thử 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 các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ phóng cái bóng Pokemon. Dính luôn, chuẩn quá, chuẩn quá. Và sử dụng cái Quick Ball thử nhá. Liệu rằng với một cái Quick Ball đầu tiên thì mình có thể thu phục được em Bitgato. Rồi, cuối cùng thì dùng Rayball cũng bắt được rồi các bạn ơi. Hình như đây là hội quán nước thì phải. Mình sẽ coi coi trong cái chỗ này thì mình có lần trước thì mình nhớ không lầm là được cái nguy hiệu này nè. Để giờ mình sẽ thử lên trên coi coi cái đúng rồi, đúng rồi, đấy là hội quán nước chứ gì nữa. Ủa? Ui, anh y tá hả? Hết hồn, tưởng đâu chị y tá đâu mà có mấy cọng tóc sao luôn. Ừ, chỗ này không phải chị y tá mà anh y tá rồi. Cho anh luôn đó. Sợ thiệt sợ. Anh quay lại mình còn giật hết cả mình mà. Ui, Pokemon gì dễ thương vậy? Ừ, cầm cái cọng hành kìa các bạn ơi. Ừ, dễ thương dễ thương. Được được, mình sẽ khiêu chiến rồi sau đó sử dụng cái Quick Ball thử nha. Bắt mấy Pokemon này chủ yếu là sưu tầm thôi. Ui, cầm cọng hành còn quay quay nữa kìa. Hết thiệt á. Fartech, em đó tên là Fartech. Và bắt được luôn. Tuyệt vời tuyệt vời. Được thành tựu up up and quay kìa các bạn ơi. Cũng được quá chứ. Còn đây là Challenge. Ui đây có. Hello bé Cái này cưng. là chỗ của hai anh bán hàng rồi. Anh này thì bán Ultra Ball, Ray Ball thôi. Tính ra mấy anh này bán không nhiều đồ bằng cái chị y tá rồi. Chị y tá mình bán nhiều bóng Pokemon hơn nhiều. Ui mà anh này bán đĩa kỹ năng nè. Có một cái kỹ năng 137.000. Ủa 13.000 chứ, nhầm nhầm nhầm. 13.000 các bạn ơi. Kỹ năng hệ tâm linh luôn. Sai sót. Rồi để sắp tới mình có tiền mình sẽ qua đây để mua mấy cái kỹ năng của mấy anh này nhá. Ôi đây có Bíp nữa nè. Bíp cũng là một người dân ơi. Và trong nhà bác ở rèn thì sao? Bác ở rèn thì sẽ có được cái Metal Coach. Raron Gem nữa. Ui, Raron Gem này hơi bị hiếm á, mắc nét nè. Và một ít vàng, quá là ổn, quá là ổn. Kéo mọi người là có xíu thôi mà nhặt được quá trời đồ rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ đi tiếp nhá. Ở đây thì có mèo thôi. Rồi, đi tiếp thôi Volcanion ơi. Lại thêm một cái đĩa khác. Payback. Kỹ năng này có 50 điểm sức mạnh thôi. Và phía xa xa đang có một em Tornadus kìa. Em đó thì mình đã chinh phục xong rồi nên giờ mình không có muốn đánh nữa đâu. Đánh với em đó mất thời gian lắm luôn á. Với lại em đó cứng đầu lắm. Và phía này là một cái khu vực đồng bằng rồi.
mà có một cái MasterChef đang chờ đợi bên kia. Không chần chừ gì nữa, lượn xuống luôn. Rồi né qua một cái để coi đường vào là hướng nào nha. Sắp tới mình nhất định phải làm cái rìa rồi, để tìm được cái MasterChef dễ hơn, cũng như là chui vô dễ hơn á. Và mở ra được cái đĩa Red. Cái này hình như hệ tâm linh thì phải á. Mình thấy hình như màu da người á là dạy cho hệ tâm linh đó các bạn ơi. Và phía bên này thì có cái Pocket Chat nè. Mở ra được một cái Psychic Gem và một cái Master Chat và một cái ngôi làng khác nữa. Đi tí xíu là gặp làng, đi tí xíu là gặp làng. Rồi trước khi vào làng thì cùng nhau mở một cái Master Chat cái đã. Thiết kế mấy cái Master Chat này ha, làm khó người chơi ghê luôn á. Phải chui ngoằn xà lòng ngoằn như vậy mới mở được nè. Và thêm một cái đĩa khác hả, Mega Kick 120 điểm sức mạnh. Ui, hôm nay nhặt toàn đĩa xịn nhưng mà các bạn ơi. Thích ghê á. Vào ngôi làng này có cái hội quán kế bên không? Ui, em này khiêu chiến mình á. Dám khiêu chiến với Aset à. Được, xương và ấy thôi. Thôi mình không có nhặt đâu. Rồi, và ngôi làng này có vẻ không có cái hội quán kế bên rồi. Để mình thử đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp mấy cái bác dạy kỹ năng không nhé. Tại vì mình thấy mấy bác đó thường thường xuất hiện ở cái vùng núi thôi hả, ít khi mà ở dưới đồng bằng lắm, chủ yếu ở trên vùng núi thôi các bạn ơi. Ở đây có một Pokemon gì mà xin đi nè, Gardevoir. À, đây là một em boss à. Căng không biết có đánh lại em nữa, nhưng mà mình sẽ thử nha. 115 lần. Chết rồi, quên coi hệ rồi. Nhưng mà cứ đánh trước đi. Đánh trước coi sao. Và Extreme Speed kéo được có tí tẹo máu thôi. Ui, nhưng mà em này đánh hơi bị đau á các bạn ơi. Wow. Nhưng mà mình có cảm giác là mấy Pokemon mạnh á, khi mà rơi vô tay mình nó cứ yếu yếu như thế nào á. Đứng sáng tạo vô chay của mình cũng bị ăn hành sắp mặt luôn á. Rồi giờ mình sẽ thử skill Explosion nha. Coi coi một skill này. Wow, phát nổ kìa, kéo được một đống máu luôn. Nhưng mà kêu đó thì sẽ tự nóc bản thân luôn á, nên em ấy cũng đã chui vô bóng chứa Pokemon rồi. Giờ thì đến Mewtwo nè, thử xem coi tuyệt kỹ Z của em ấy có thực sự mạnh không. Eo. Ui, bị đánh phát còn có tí thiếu máu luôn á. Không sao, Mewtwo cũng đã giúp mình kiểu như là cấu được một mớ máu rồi. Và em này có vẻ khá là khỏe đây. Giờ thì đến Yveltal nè, Power Play. Cái gì? Yveltal mà còn bị one shot kìa các bạn ơi. Không thể kinh thường được á. Wow, một con boss 115 thôi mà đã có thể đánh bại được gần hết cái dàn Pokemon của mình luôn. Wow. Cái gì? Quýt cái này mà sao mình quýt chết á. No, cay thế nhờ. Còn một tí xíu máu luôn á. Lại là một cái nhà huấn luyện Pokemon. Nhìn mấy cái NPC ở trên vùng núi á, mình cứ mừng hộp hòa à. Cứ tưởng là cái hoa bác move to Thor á. Và đây là cũng là một cái vùng biển á các bạn ơi. Vùng biển này để coi coi có một Pokemon Legendary xuất hiện hay không nhá. Nhưng mà cái này đâu phải biển sâu đâu. Vì thường thường Pokemon Legendary sẽ xuất hiện ở vùng biển sâu ấy. Và phía bên này có cái Pocket Chat. Mở luôn. Được cái đĩa hả? Hay là cái gì? À, cái LEC chứ không phải cái đĩa. tiếp tục đi về hướng đây đi. Nãy giờ mình đi hơi ngược hướng một xíu á. Đáng ra phải đi xéo về bên đây một tí nè. Như vậy thì sẽ dễ dàng đến hơn. Và mình còn khoảng 2.500 thôi nữa thôi các bạn ơi, là chúng ta đã đến cái vùng băng rồi. Có thể gặp được những Pokemon vùng băng á. Mình cũng đang nôn nóng không biết mấy cái Pokemon đó có hình dạng như thế nào nữa. Và giữa đảo thì đã có một cái chest cho mình mở luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mở ra luôn nè. Búp. Được một cái Rock Gem. Ý và đây là cái em cá mập. Mình không biết có nên bắt em này không ta. Nhưng mà mình nghĩ nếu bắt em này thì bắt gần bờ đi cho nó dễ á. Chứ bây giờ mình bắt không được, mình phải mất công lội xuống, lội lại cái đảo á, rồi mới triệu hồi được Pokemon bay lên á. Như vậy thì sẽ rất là phiền. Ở phía dưới đang có một cái con Mega Gyarados kìa. Nhưng mà mình đã có viên đá Mega của Gyarados rồi á, nên mình sẽ không có farm thêm con đó nhá, mà tập trung vào việc đi đến vùng băng hơn, để có thể gặp được nhiều Pokemon xịn sò hơn á. Và mở ra được một cái Snowball. Một cái bóng tuyết. Có lẽ nào đây là một trang bị cho mấy Pokemon hệ băng ta? Cũng có thể lắm. Mở ra. Được thêm một cái đĩa. Alabench. Cái đĩa này thì có 60 điểm sức mạnh thôi.
Thôi nhưng mà thôi kệ, tạm thời cứ giữ trước đi. Wow, ở đây có một Pokemon huyền thoại mới, Terrakion. Lại thêm một Pokemon huyền thoại nữa các bạn ơi, cấp 70. Là một đối thủ xứng tầm đây. Được được được, mình sẽ cho Volcanion ra chặn nha. Em ơi, đánh bơm cảm tử em ơi. Explosion. Người chuẩn bị nhận cú nổ của ta đi. Đó. Một hit một kéo được nửa máu rồi. Được được được, giờ thì tới Rhydon thử xem. cuối cùng thì cũng bắt được rồi các bạn ơi. Và đằng này á, còn có một em Virizion nữa. Khu rừng gỗ soi này có vẻ xuất hiện gì em Pokemon huyền thoại ghê nha. Được được, chinh phục tiếp em này thôi, nhưng mà đầu tiên cần phải hồi máu trước cái đã. Để em thôi mấy em Pokemon mình á không có đủ sức để đánh lại á. Rồi và kêu chiến Virizion lần nữa nè. Lần trước á mình có gặp Virizion ở dưới cái khu vực Ultra Beast rồi á, nhưng mà mình đánh không có lại. không có thuần phục được chứ không phải là đánh không lại á. Nên bây giờ mình sẽ tranh thủ mình thử thuần phục em này nhá. Lại mất tới 2 đến 3 ngày rồi mình mới xong em Pokemon này các bạn ơi. Bắt em đó khó ghê luôn á. Tốn quá trời bóng Pokemon rồi. Nhưng mà sao dù sao thì cũng đã sở hữu được em Virizion. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thôi chứ. Mình đã ở chỗ này quá là lâu rồi á. Và mình còn khoảng 1.500 đô nữa thôi các bạn ơi. Là đến cái vùng băng rồi. Cạnh... Ý, trên máy luôn kìa. Trên máy nhà chị tá có cái Master Chest. Mở ra một cái. Được một cái Giga Impact. 150 điểm sức mạnh. Quá tốt, quá tốt, quá tốt. Trong này có chị tá không? Ui chị cá không có nhà rồi. Và cái chest này sẽ rơi ra cái Tamato Berry. Cũng khá ổn, khá ổn á. Vậy là trong một cái khu rừng thôi mình đã bắt được hai Pokemon Legendary rồi. Quá là tuyệt vời. Phía dưới này đang có một cái Master Chest nè. Tranh thủ mở luôn đi các bạn ơi. Đáp xuống một cái. Rồi. Và thử xem, thử xem. Mở ra Thunder. Đây là một skill hệ điện nữa. Cũng... Ui ơi, đằng này là em Pokemon gì mà giống bé heo vậy? Ui chứ gì nữa. Em đây là Mewtang á. Thử rồi, mình thử một quả coi coi có bắt được không nhá. Bắt chơi thôi nhưng mà chắc không được rồi. Thôi mình không bắt em đó đâu, mình sẽ đi tiếp để em nhanh chóng tới vùng băng ấy đã. Liên tha liên thiên nãy giờ chưa có tới vùng băng nữa. Bó tay mình luôn á. Lại thêm một cái đĩa Thunder nữa. Làm gì mà đĩa Thunder ra nhiều chứ không biết nữa. Đổi giận coi qua bên kia em. Mở cái Ultra Chest xem coi rơi ra cái gì nhá. Ultra Chest chắc sẽ rơi ra một cái thư quá. Mình nghi thư lắm luôn á. À không, Water Stone. Water Stone đầu tiên mình nhặt được từ một cái chest. Đỡ phải đi đào mấy cái Water Stone Shack ở dưới nước á các bạn ơi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và mình cũng đã đi được gần đến rồi. Khoảng 500 ô nữa thôi. cố lên thôi, 500 ô nữa. Ở đây có anti hả? Thôi, mình không bắt anti đâu. Và vùng băng kìa. Mình đã tới vùng băng rồi. Vùng băng này là chỉ mới phủ tiết thôi á. Đến khi nào mà toàn là băng không kìa. Mình muốn tìm nhất là vùng đó. Mà nó cũng gần đây thôi chứ không quá xa đâu. Và phía trước mình đang có một cái... Có một cái chest mình sẽ mở ra. Và được một cái Jetto Berry. Và hình như trên cái viên đá băng này nè thì chúng ta có thể tiến hóa EV á các bạn ơi. Để sắp tới khi mà mình có thêm EV thì mình sẽ qua đây để đặt em ấy trên đó và tiến hành quá trình tiến hóa nha. Còn giờ thì mình sẽ di chuyển trên cái sông băng này để coi coi có Pokemon nào vùng băng xuất hiện cho mình bắt không. Mình đến đây chủ yếu là bắt Pokemon băng á nha, mà không xuất hiện là buồn luôn á. Ui, Magikarp vẫn còn sống ở vùng này à. Nước đóng băng hết trơn rồi mà vẫn sống được. Đúng là Magikarp có sức sống rất là mãnh liệt luôn. Rồi và phía bên này tiếp tục là cái sông băng thôi. Hình như cái vùng... Kìa nè. Tới rồi các bạn ơi. Vùng băng nén nè. Chỗ này quá trời băng luôn á. Có cúp mềm mại thì mình có thể qua đây để lấy mấy khối băng nén này về sử dụng thì thỏa thích luôn.
Nhưng mà mình thấy hình như chỗ này không có Pokemon thì phải. Nãy giờ thấy vắng tanh luôn á, không thấy em Pokemon nào xuất hiện luôn. Hay là chỗ này lạnh quá mấy em Pokemon không sống nổi ta? Ừ, cũng có thể lắm á. Nhưng mà mở cái chat nhất đi tính gì tính. Được tụi em một cái berry nữa. Ở phải đằng xa xa kia có phải là nhà chị y tá? Ui, như nhà chị y tá ở vùng băng nó cũng khác luôn á các bạn ơi. Đã dạ, đã dạ. Ồ, ở đây còn có em Pokemon ấy nữa nè, cừu nữa nè. Thử xem coi. Ồ, trong đây có máy tính luôn. Mượn máy tính mới được, mượn máy tính mới được. Mang theo trên đường đi khám phá luôn á. Và ở đây có em Pokemon cấp 30. Mình sẽ thử nha. Thử bằng một cái Premier Ball thôi. Thử xem. Bóng thì đẹp đó nhưng mà liệu gần bắt có tốt hay không? Không được ấy. Không sao. Mình sẽ khiêu chiến với em này. Và sau đó sử dụng cái Quick Ball thử xem. Liệu rằng Quick Ball có bắt được em này không? Em Flabby nè, hình như ở nhà mình có cái viên đá Mega hay sao ấy. Ở nhà gì nhà mình coi thử rồi, nếu chính xác như vậy thì mình sẽ bắt em này luôn. Để có gì tiến hóa Mega, trở thành một em Flabby Mega hơi bị to và khỏe luôn á. Mình ưa gặp em này ở vùng đồng bằng lắm. Rồi, và cũng đã bắt được em ấy rồi. Hình như phía bên này nhà huấn luyện Pokemon à. À, đây nè. Mewtwo, đây rồi. Và Rayquaza. Mình cần học cái skill được mang tên là Rayrun. Chưa chưa chưa, để mình tìm coi coi cái chiêu Rayrun. Ủa, hay là bác này không có dạy ta? Rotom, Jack, Fireblade, Sky Attack, Sky Dry, Cannon, Lava Flame, Air Slug. Ê, nhầm 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 nhầm. Ôi chết rồi, bác này không có dạy skill đó rồi. Tiếc ghê luôn ha. Lâu lâu mới gặp bác này mà không có dạy kỹ năng hình như là rồng hăng thiên rồi. Tiếc ghê luôn á, để mình coi coi còn kỹ năng nào tốt tốt không rồi mình sẽ dạy cho mấy em này nha. Giờ trời nó cũng đã bắt đầu rơi tuyết rồi các bạn ơi. Dùng tuyết này rơi tuyết khá là dày đặc luôn. Phía bên này có một cái chest, mình sẽ mở ra thử. Rơi ra một cái Floton, một viên đá gì đó. Ở đây còn có cái igloo nữa nè. Ồ, dưới này không có đường hầm hay. Thường thường nếu có đường hầm mình đập cái này là sẽ gặp cái cửa sập á. Và vùng băng này coi coi còn em Pokemon nào huyền thoại không ấy đã. Mục tiêu của mình ra bên đây á là gặp những cái Pokemon huyền thoại và là những Pokemon hùng mạnh ở cái vùng băng này thôi. Nhưng mà đi nãy giờ mình thấy có vẻ vùng này khá là cắt nghẹt á, nên số lượng Pokemon xuất hiện cũng không có nhiều cho lắm ấy. Mà còn bị dính cái mưa mưa tuyết này nữa. Cơn bão tuyết này không biết khi nào mới hết đây, để mình có một cái tầm nhìn rộng hơn á. Giờ ban đêm rồi còn mưa tuyết gì thôi. Ui, Rosen Spring. Wow, mình gặp được một cái địa điểm gì nè. Hình như đây là chỗ để mình triệu hồi một Pokemon. Đúng rồi, lưu lại liền các bạn ơi. Mình sẽ lưu ở đây một cái điểm nha. Công trình bí ẩn nhưng mà mình sẽ lưu làm màu xanh để biết đây là vùng băng á. Vậy là có thêm một thứ mới rồi. Ở đây có hố Ultra kìa, nhưng mà thôi đi, Ultra hôm khác xuống cũng được. Hôm nay đi tìm Pokemon vùng băng mà. Giờ thì nó đã ra tới vùng biển luôn rồi. Đi dọc cái này coi coi còn gặp em nào khác không. Vậy là ở bên ngoài mưa nha, bên trong là tuyết các bạn ơi. Vùng này khó hiểu ghê luôn á. Không biết cái thằng kia mình có cần cái vật liệu gì để vào bên trong nữa, để từ từ mình sẽ tìm hiểu xem coi làm thế nào để có thể triệu hồi Pokemon từ cái khu vực đó nha. Mình gặp được một em Darling mới rồi. Không chần chờ gì nữa, dùng ngay Death Ball để bắt em Darling này thôi. Chịu đi Darling ơi, chịu đi. Được rồi. Mở máy tính lên và kiểm tra thôi. Darling đã về máy tính rồi nè. Và cho em Darling này qua đây. Vậy là mình đã có được Darling của 3 mùa rồi. Mình cần phải tìm thêm một em cuối cùng nữa cái đã. Không biết ngoài này ngoài Darling thì còn em Pokemon nào khác không ta?
Có mấy Pokemon giống cái kem kia luôn nè. Vanillite à, em Pokemon Vanillite hình cái que kem các bạn ơi. Còn đây là Pokemon gì lạ vậy? Em này là Snorunt. Giống giống cái em ấy bị run rẩy kìa. Tội nghiệp quá hả? Bắt luôn đi. Tự nhiên mình thấy em ấy run run nhìn cũng tội nghiệp á. Và chịu rồi. Cả gì đội của anh đi đỡ run hơn em ơi. Ôi đây có em Vanillite là boss nè. Em bé xíu vậy mà là boss hả? Cấp 101 lận. Không đùa được các bạn ơi. Nhưng mà mình phun lửa phát cũng ngẫm. Phun lửa phát gần ngẫm luôn chứ. Và kết thúc bằng một cái skill này đi. Đánh được không? Ủa chết tại đánh không có đam rồi. Quên mất em này mới cấp 15 thôi. Ủa sao mình chịu hỏi em ấy vô đây được hay vậy ta? Rồi phao em này coi rơi ra gì. Power Hurt và một cái cục tuyết à. À không tốt cho lắm. Và trời cũng đang sáng dần rồi kìa. Không biết ở đây còn. Ui. À cái này cái hoa. Trời ơi cứ tưởng đâu Pokemon. Hèn gì không có thấy tên á. Rồi và đi qua cái vùng này coi. Cái này mưa tuyết, cái bão tuyết này hơi lớn á các bạn ơi. Tuyết dày đặc quá trời à. Nhưng mà thực sự là cái vùng này ít Pokemon thiệt. Vì khí hậu á các bạn ơi, mình nghĩ theo vì khí hậu này nên nó ít Pokemon á. Đi nãy giờ mới gặp có vài Pokemon bình thường thôi à. Không gặp nào em nào có vẻ kích thước to lớn hết á. Và mình đã nhờ Rawdon dọn dẹp đi cái cơn mưa đó rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ đi xung quanh đây thêm một đoạn nữa nhá. Mình rất muốn tìm thêm Pokemon nhưng mà sao có vẻ đây ít Pokemon quá à. Có thêm cái igloo nè, xuống đây thử coi. Coi trong cái igloo này có cái lại không có cái đường hầm rồi. Rồi đi tiếp thôi. Như vậy thì nãy giờ đi trong kia mà mình không có gặp được Pokemon nào VIP luôn á các bạn ơi. Chắc tại vùng đó nó khó xuất hiện hay sao ấy. Để trong thời gian với 2 tập mình thử AFK bên đó coi coi. Coi nó có thực sự xuất hiện Pokemon không nhá. Chứ kiểu như vậy thì hơi buồn á. Lặn lội đường xa tới mà không có cho gặp Pokemon xịn thì cũng hơi tiếc một tí. Để mình đi thêm một đoạn xung quanh cái khu vực này coi coi. Coi còn gặp em Pokemon nào khác không nhá. Rồi mình sẽ thử thuần phục á các bạn ơi. Chứ chuồng quăng không có để mình thuần phục rồi. Focus Punch nữa. Tính ra cái đĩa Focus Punch này á, nó không có quá khó tìm á các bạn ơi. Bây giờ lại mưa nữa rồi. Sao cứ mưa liền liền á ta. Chắc phải chiêu Gaudon ra một lần nữa quá. Tại vì Gaudon tắt mưa một phát là được rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ bay qua bên kia để lấy cái Master Jet nữa nha. Ai dù, đụng vô cái cây. Và đáp xuống đây một cách an toàn. Sau đó mở cái Master Jet này. Buck up hả? Kỹ năng này mình chưa có biết điểm sức mạnh nó là bao nhiêu nhưng mà cứ giữ đi về bán. Không có xài được thì bán chứ có gì đâu. À, vùng này coi coi trời mưa có xuất hiện thêm Pokemon không. Dùng băng là không có xuất hiện hơi buồn rồi đó. Dùng này không xuất hiện nữa là buồn hiu luôn. Ở dưới này mình gặp một em Pokemon, hai em Pokemon lạ luôn nè. Hình như em đó là dạng tiến hóa của em rồng Macao mà lần trước mình bắt á. Còn em này là em gì đây? Hawlucha, một chú chim à. Được được nhưng mà mình coi coi Pokemon có Pokemon nào yếu yếu không. Chết rồi, không có Pokemon yếu rồi. Dùng Quick Ball. Không có Pokemon yếu thì dùng Quick Ball coi coi có bắt được em ấy không nhá. Rồi và cũng đã bắt được em ấy rồi các bạn ơi. Để coi coi em đó hệ gì nhá. Đây em này là em ấy chuyển vô chưa vậy? Pikachu không phải. À đây 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 rồi. Em này là hệ chim, ở hệ bay và hệ âm giác đấu. Phía trên này còn em Marco tiến hóa nữa nè. Để mình lên đây mình coi coi. Em này tên là Makamo. Được 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 cấp 44 thôi. Thử vận may bằng một cái Quick Ball đâu rồi ta? Quick Ball thử xem. Mấy em này bất hơi cũng không có quá khó các bạn ơi. Phía xa xa đang có một em Rayquaza các bạn ơi. Mình đang bắt em kia nhưng mà thôi mình chạy qua kia để đi. Coi em đó như thế nào luôn nhá. Chứ mình chạy không kịp là em ấy lại despawn á. Ừ chết em này không cửa được. Em này cũng không cửa được luôn. Rayquaza, lẹ 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 lẹ. Đuổi theo, đứng lại. Đứng lại. Đây rồi, Rayquaza đây rồi. À, để xem con mình farm này coi có được không nhá. Bóng bóng chú Pokemon.
Được rồi, được rồi, được rồi. Trận chiến giữa Rayosa và Arceus, liệu rằng ai sẽ giành chiến thắng? Và mình sẽ sử dụng kỹ năng Extreme Speed trước nha, để giành ưu thế trước Rayquaza thôi. Tại vì Rayquaza cũng là một trong những Pokemon rất là mạnh á các bạn ơi. Và kết liễu được Rayquaza. Rồi Dragon Fang và rất là nhiều Emerald. Chỉ có vậy thôi à. Ồ, tiếc ghê ha. Tại vì nếu mà mình có cái kỹ năng rồng hăng thiên thì mình mới tiến hóa Mega được cho em Rayquaza. Chứ bây giờ mình không có học được kỹ năng đó rồi. Nãy gặp bác dạy kỹ năng luôn rồi đó mà không có. Bác đó không có dạy kỹ năng rồng hăng thiên các bạn ơi. Cũng hơi tiếc một xíu. Nhưng mà để từ từ mình sẽ tìm thêm bác khác rồi học kỹ năng sau nhá. Giờ thì mình sẽ cho mấy Pokemon của mình nhờ chị y tá chữa trị vết thương thôi các bạn ơi. Hôm nay quả là một ngày buồn luôn. Không có gặp được những Pokemon xịn ở bên vùng băng á. Đã vậy rồi mà đi dọc đường cũng mới bắt được có hai Pokemon Legendary thôi à. Đó chính là đâu rồi? Đây, một em Virizion nè. Cũng như là bắt được một em đây Thrakion á. Để mình sẽ thử triệu hồi hai em này ra coi hệ của hai em này là như thế nào nhá. Đầu tiên là Thrakion nè. Em này cưỡi được luôn. Ui, cũng khá tốt. Và em ấy có hệ đá và giác đấu. Còn em Virizion á là Pokemon mình bắt khó nhất luôn trong ngày hôm nay á, bắt rất là nhiều và cũng là hệ giác đấu và hệ lá thôi. Hai em này thì đều xuất hiện ở một khu rừng á. Ngoài ra thì mình còn bắt thêm được một vài em Pokemon phụ, chẳng hạn như là em Hawlucha này nè, rồi em Flappy này nữa. Mình sẽ cho qua ở bên đây nhé, để sắp tới mình sẽ luyện level cho mấy này sau. Rồi và mình sẽ cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào để sử dụng được cái khu vực mà mình vừa tìm được ở vùng băng đó. Mình nghĩ đó là chỗ để mình có thể triệu hồi được Pokemon giống như cái Thumb Spy on Ta vậy á. Hy vọng là vậy. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.